Làm ơn dừng lại đi. Bạn làm gì vậy? Làm ơn dừng lại đi mà. Đây không phải là thời điểm thích hợp. Hãy cố gắng hiểu, nó có thể trở nên tồi tệ hơn đó. Nè, cố gắng hiểu đi. Trời ơi. Kumbana đi rồi. Đó là điều tôi đang nói mà. Hôm nay không phải là thời điểm thích hợp cho sự trùng hợp đó. Thật trùng hợp, tôi chắc chắn là sẽ nói chuyện với cô ấy, và thậm chí là Medna sẽ không thể ngăn cản tôi. Cảm ơn thần linh, cô ấy có một người phụ nữ tốt bụng đi cùng. Là ai? Xin chào cô Medna. Xin chào. Bạn khỏe không? Có khỏe không đâu. Tôi ổn, tôi cũng vậy. Tôi cho bạn xem cái gì nè. Đi. Nào, hãy xem đi. Người chữa lành của chúng tôi là Sandro Kavirais đã đưa cho tôi đây đây. Dám chữa bệnh cho Amma. Anh ấy rất nổi tiếng ở Gujarat. Anh ấy có điều tuyệt vời đây. Hồ sơ theo dõi video à. Tiến sĩ Da là một người có tầm ảnh hưởng và thần kinh học phải không? Đúng. Anh ấy nói rằng đó là một trường hợp tổn thương não phải không? Mita, nếu nói rằng bộ não không nhận được nguồn cung cấp oxy trong hơn 3 phút, nó có thể làm hỏng bất kỳ bộ phận nào trong cơ thể. Và điều đó thì cũng vậy, vĩnh viễn đó. Tiến sĩ, bàn tay của Emma có thể là bị liệt và bây giờ không thể làm gì được nữa, nhưng bạn vẫn tiếp tục cố gắng. Phép màu luôn tồn tại. Đó là gì? Một điều kỳ diệu chắc chắn xảy ra. Nhưng Mita đừng thất vọng, điều kỳ diệu đó không xảy ra. Tại sao không chứ? Một điều kỳ diệu chắc chắn xảy ra mà không thể thực hiện được. Mita, thực tế là khi chúng ta cảm thấy rằng có điều gì đó xảy ra và vậy là tôi thực dụng phải không? Thôi được rồi, đúng. Nhưng mà còn cô ấy thì sao? Tôi đang nói về cô Kangana. Cô ấy phản ứng thế nào với tin tức này về tình trạng khuyết tật của ông Amma? Cô ấy đã gọi điện thoại tối qua và cô ấy đã nói dỗ ít thôi. Kangana, bạn không cần thiết. Kangana tiếp tục đi. Và tôi với bạn, tôi bảo đảm ở đấy hợp tác. Cảm ơn Pinu. Anh ba, đó là một sự bướng bỉnh của bạn, điều mà tôi không thích. Có vấn đề gì khi các bác sĩ đang nói rằng họ có thể làm gì đó? Hoàn toàn đúng, chúng ta phải cố gắng nếu như lớn như vậy bác sĩ đang nói thế đấy. Đúng. Tôi cũng là bác sĩ, tôi biết những gì có thể trong trường hợp của tôi. Ngay đây, hai bạn sẽ đưa ra quyết định cho tôi bây giờ. Đúng đó. Đúng. Đúng. Anh ma, tốt hơn là bạn nên lấy cái này. Chúng tôi sẽ không lắng nghe với bạn và đó là quyết định cuối cùng. Tiến sĩ Hanrai là của Mumbai, nhà thần kinh học nổi tiếng. Chúng ta hãy gặp anh ấy và xem những gì anh ấy nói. Được rồi, nhưng mà tại sao bạn lại để cô ấy đưa anh ấy đến bác sĩ thay vì bạn làm điều đó? Bản thân của Canada là bác sĩ, cô ấy có thể làm được, ngay cả bạn cũng cần một bác sĩ mà. Tôi chỉ mong cô ấy đến hôm nay. Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quý ngài à, đúng chứ, nó không mất nhiều thời gian để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Bạn nói gì vậy? Đó là tất cả thời gian mà, tại sao bạn phải phá hỏng mọi thứ chứ? Bằng cách hành động không đúng lúc. Và bạn có thể nói chuyện với cô ấy một lần, chuyện trở nên bình thường. Tên tôi là gì? Lại đây, tên của bạn hả? Pirais Paraman. Điểm chung giữa bốn tôi, ông tôi và tôi: nhiều tiền và rất nhiều ô tô. Cắm miệng đi. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Đó là bản chất của chúng tôi. Và xét về thời điểm này là có liên quan, chúng ta nên xoay thời gian trong lời của chúng ta. Và bây giờ tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cô ấy bị thuyết phục. Bạn nói cái gì vậy? Nhà bạn có bị cháy không? Tại sao bạn không nói với tôi? Và bây giờ tôi đang nói đây này. Đó là một cảnh lớn, bên trong toàn là khói. Nhưng mà chúng tôi đã an toàn vì tất cả chúng tôi đều ở bên ngoài. Và chúng tôi thậm chí còn sớm được kiểm soát nữa. Ôi thần linh ơi, nhưng làm sao nó lại bốc cháy vậy? Cái đồ cơm điện đó, vậy cô nói bị cháy. Nhưng tại sao bạn cười?
Khi tôi kể cho bà nghe về sợi dây, tôi nhớ lại khuôn mặt của Manda. Tại sao? Meta, anh nói với em rồi, rằng thiệt hại là rất ít. Và chúng tôi sẽ thay đổi hệ thống dây điện này trong một vài giờ. Điều đó sẽ giúp ích như thế nào? Chúng ta nên thay đổi hệ thống dây điện và cả ngôi nhà này của chúng ta. Meta có ích gì chữa trị toàn thân khi vết thương ở chân chứ? Chúng ta hãy thay đổi thôi, phần dây bị cháy đi. Anh nói gì vậy Meta? Chỉ cần nhìn vào điều kiện của hệ thống dây điện đó đi, nó trở nên cũ kỹ rồi. Ngôi nhà này được xây dựng cách đây đã lâu, và em nghĩ đây là thời điểm thích hợp để thay đổi hệ thống dây điện của cả nhà đi. Là nó đó, nhà chúng ta có nhận được dây miễn phí không? Nó không miễn phí đâu, nhưng sẽ luôn có sự nguy hiểm của ngăn mạch này. Mẹ đang nhìn đi, hãy coi đây là một tín hiệu từ thần linh. Hãy thay đổi hệ thống dây điện đi trước khi chúng ta đối mặt với điều gì đó tồi tệ hơn. Và sau đó thì em sẽ đưa lên những ánh đèn mờ ảo đó. Em đã thấy nó ở nhà Bindu, họ trông rất lãng mạn. Là vậy đó hả? Biết bao nhiêu không? Vậy chúng ta sẽ cần. Nó bắt đầu từ đây và đi tới đó. Có 3 điểm ở đó và 2 điểm ở đây. Và em có biết bao nhiêu dây tổng cộng chúng ta sẽ cần không? Sao lại là em tự mình đo lường đó? Nào hãy gọi Raju đi, thợ điện, anh ấy làm tốt mà. Và anh có biết bao nhiêu lao động và các mặt hàng sẽ khiến chúng ta phải trả giá? Là bao nhiêu chứ? Ít nhất là 10.000 rupee cho toàn bộ quá trình cải tạo. Và sau đó chúng ta sẽ trả tiền cho anh ta tháng tiếp theo. Anh ấy sẽ đồng ý với nó thôi. Không có lễ hội Holi vào tháng tới thì chúng ta thậm chí không có để mua một cái chu kỳ khác. Chúng ta có thể đủ khả năng này từ tiền lương của anh. Em có tuyệt vọng lắm không? Về sự tiêu tiền, anh sẽ tự mình đi nối dây và chúng ta có thể nối được chất lượng tốt chứ. Tại sao anh lại chi tiêu thêm 7.000 nữa? Tại sao cần phải làm vậy chứ? Và anh sẽ không thích đó nếu như em làm việc chăm chỉ như vậy. Tại sao không? Đây cũng là nhà của mình mà. Anh có vấn đề gì nếu như em làm việc? Được rồi, thôi làm đi. Nhưng mà hãy nói với tôi biết điều gì đó. Các con chú và tôi sẽ ở nhà của GOT. Và anh ở lại xưởng. Em gặp vấn đề gì không? Em còn có bạn nữa mà. Và bài hát ru ngáy của anh đi. Anh có biết gì không? Em không thể nào để cho bạn ở đó. Anh không thể ru ngủ nếu như không có em. Em đã quen với anh rồi. Là đó đó, Beda. Anh sẽ luôn như vậy, với em ở cùng một nhà. Chỉ khoảng một tuần thôi. Meta, đưa anh dụng cụ đi. Nè, buồn quá Manda à. Bức tường này đã trở nên tồi tàn quá. Em không thể nhìn thấy điều này trong bóng tối đêm qua. Nghe đi, bây giờ thì anh đang làm hệ thống dây điện, và chúng ta vẫn đang tiết kiệm chi phí lao động tới 7.000 rupee. Và em xứng đáng được chi tiêu, bản thân em cũng có một số tiền. Như vậy thì em sẽ đặt bóng xanh của em ở đây, và em sẽ đặt cá một hè nữa. Các mùa hè bóng mát ở đó. Đó là sự kết hợp của màu vàng và kem, nó trông sang trọng chứ. Meta, sao? Có vấn đề gì về mắt của anh hả? Tại sao vậy? Vì anh không thấy những gì em đang nhìn thấy. Có lẽ như em đang nhìn thấy cái cây đó, rốt cuộc thì nó là tiền của em. Nhưng mà anh không quan tâm. Cứ làm bất cứ điều gì em muốn đi. Ngay cả anh cũng không quan tâm nữa. Chúng ta đừng có sơn nữa. Rốt cuộc đó chỉ là nhà bếp thôi mà. Nó sẽ không quan trọng lắm. Nhà mọi người có lò nướng trong nhà bếp của họ. Nhưng mà căn bếp của chúng ta trông có vẻ như giống như là một cái lò bị đốt cháy vậy. Nhưng điều đó ổn thôi. Những bức tường cháy này sẽ ra sao? Rốt cuộc có ảnh hưởng tới em không? Nó sẽ chỉ làm cho anh chán nản. Nhưng mà em sẽ quản lý điều đó. Nhưng em sẽ không lãng phí tiền. Meta, đừng làm thế. Tốn tiền tình cảm. Vậy đây Meta, đây là nhà bếp của em mà. Và nó không kém hơn. Cảm ơn anh cho tôi. Bất cứ bạn muốn làm điều gì bạn muốn, cảm ơn nhé. Nhưng mà em có một điều kiện. Em sẽ gọi hai quả sĩ. Nè, em sẽ không vẽ tranh. Đi, đừng xúc động tấm tiền của tôi lần nữa. Chỉ cần gọi một quả sĩ thôi Meta à. Em phải chấp nhận điều kiện này. Hoặc nếu như không, hãy tiếp tục làm việc đi trong căn bếp này. Và chúng ta sẽ thấy. Nếu giờ bị trầm cảm, ta sao bị trầm cảm chứ. Và em có bạn gì? Thuốc trầm cảm. Được rồi, bây giờ tôi sẽ trồng cây xanh sơn đi.
Tôi hiểu rồi, như vậy đó là cách bạn đã thuyết phục được ông Panda. Đúng rồi, bạn chỉ cần kiên quyết. Nó đơn giản, họ nói rằng nếu như bạn muốn một cái gì đó, hãy kiên quyết để có được nó. Đó là những gì tôi làm, đó là Panda keo kiệt. Người tỏ ra trở ngại chắc chắn là, nhưng tôi biết tôi thuyết phục được anh ấy. Và chúng ta có thể khóc sau những sự cố quả quạng, hoặc tận dụng cơ hội đi để sửa lại và sơn lại ngôi nhà. Và đó cũng là sự lựa chọn của chúng tôi. Đúng rồi, nhưng không phải mỗi lúc chuyện gì đã xảy ra thế nào với cô Rattana là... Munich, sao em lại theo dõi chị? Bây giờ cô là thành vệ sĩ của tôi hả? Dạ, em sẽ được rồi. Làm điều đó đi. Trên thực tế thì tôi sẽ đưa ra bạn của bạn ngay cạnh bạn của tôi. Và lúc đó thì bạn có thể bảo vệ tôi chứ. Munich, chị, đó là văn phòng của anh ấy phải không? Vậy thì sao? Hãy để cho anh ấy nói chuyện với tôi ở văn phòng đi. Dạ, chị sẽ đối phó với anh ta. Nói như anh ấy ở ngoài thì sao? Dạ, chị cho anh ấy một cái tát thật đau. Được chứ? Tại sao em không hiểu gì? Chị có thể tự bảo vệ mình mà. Nó còn chưa bảo vệ chị. Và em biết rằng thì chị cũng cần hỗ trợ tinh thần vào thời điểm này. Em biết chị sẽ phủ nhận nó, nhưng chị cần nó. Cần cái gì? Có nghĩa là vào thời điểm này. Em có nghĩ là chị ngồi trên băng ghế và có người là đôi mắt cho chị hả? Chị ơi chị. Munich à, chị đồng ý rằng chị rất đau lòng, nhưng mà em có thể giúp chị được không? Bằng cách nào đó. Sau đó thì Munich, nhìn họ kìa. Chị hy vọng em biết hai người đó. Một trong số họ đang đau lòng. Mỗi ngày con gái tội nghiệp phải sống với đó. Kể từ khi cô ấy lấy chồng, cô ấy rất đau lòng. Nếu như cô ấy có thể thực hiện bước nào dẫn đến biết nào. Hôm qua nhà cô ấy đang cháy bữa điếc. Và chị đang cố gắng giải thích cho em biết rằng mọi người gặp nhiều vấn đề hơn là trong cuộc sống hơn chúng ta có thể. Và họ đang giải quyết tất cả. Dạ, chị chỉ đau lòng thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng mà chị à, làm ơn đi Munich à. Dạ, dạ đi. Em sẽ tiếp tục bảo vệ chị, bao lâu nữa đi? Hãy để chị một mình. Munich, Munich à, chị trưởng thành rồi, đừng để bảo vệ được mà. Không cần lo lắng gì đâu, em về nhà đi. Được rồi, tạm biệt, tạm biệt. Hãy nhìn xem, tôi chắc chắn là sẽ nói chuyện với cô ấy. Cậu chủ à, tôi biết nó không phù hợp. Cậu chủ, để tôi nói điều này. Nhưng mà tốt hơn, tôi nên hỏi... Xin đừng cảm thấy tồi tệ, điều gì khiến cậu phải lòng Rattana? Ý tôi là cô ấy thuộc tầng lớp trung lưu, hơn nữa cô ấy có một thái độ. Hãy nói tôi biết đi. Đúng, tại sao cô Bindu yêu ông Nama? Và Magna, tại sao cô ấy yêu Manda? Quên điều đó đi. Bạn nói tôi biết, người phụ nữ đó có giọng một lớn, thái độ và kiên quyết. Ý tôi là vợ của anh. Bạn xưng hô với cô ấy như thế nào? Phu nhân Hitler, tại sao bạn lại yêu vợ mình dù cô ấy có thái độ chứ? Trên thực tế thì cô ấy đã có ngoại tình với Sotos. Ai là tài xế xe buýt? Thực tế là cô ấy đã bỏ trốn cùng bạn và sau đó lại bạn cưới cô ấy. Vậy tại sao bạn lại yêu cô ấy chứ? Trả lời tôi đi. Bởi vì tình yêu là mù quáng, và những người đang yêu không thấy gì khác, không ai biết nó diễn ra thế nào. Vậy sao bạn có ý kiến về Rattana? Tầng lớp trung lưu, kiên quyết. Tôi vẫn không tin rằng Virai có thể làm điều này với bạn. Làm sao ai đó có thể đến được với kiểu nói dối này chứ? Thành thật mà nói thì nếu tôi nhìn thấy anh ấy hả, tôi sẽ... Ôi thần linh ơi, có chuyện gì với bạn vậy? Tôi đang thấy bạn tức giận lần đầu tiên. Ý tôi là sẽ ổn thôi mà, nếu như có lý do để anh ấy nói dối. Nhưng mà anh ấy có thể đã nói chúng tôi sự thật mà. Tốt, anh ấy có thể đã nói với bạn, bởi vì bạn sẽ có đã giữ bí mật với tôi. Và sau đó thì chúng tôi sẽ ở vào tình trạng khó khăn. Tại sao phải giấu sự thật chứ? Tàu đến rồi, chúng ta lên khoang đầy nhé. Cứ liều thứ đi, lên tàu.
Lên tầng. Con chú. Xin lỗi, cảm ơn. Winnie thật sự điên rồi. Lúc nào anh ấy cũng theo dõi tôi như một vệ sĩ. Anh ấy sợ rằng Virai có thể gia vào tôi. Hơn nữa anh ấy sẽ không xuất hiện như tôi đã tát anh ta. Và bạn có thể tát anh ta ở bar bên kia. Bỏ chuyện đó đi. Đừng mong đợi anh ấy xuất hiện ở nơi dành cho phụ nữ đâu. Ratana, không phải bạn vì Virai gặp nhau lần đầu ở khoang nữ sao? Đó là lý do. Đôi khi nó tốt hơn lỡ một chuyến tàu. Vậy cái đó không trải qua thử thách, hoặc có một trái tim tan dở. Rotana, Mida, nói tôi biết đi. Hãy nhìn người phụ nữ đó trong tấm màn che kìa. Làm sao tôi có thể nhìn thấy gương mặt của cô ấy khi cô ấy đeo màn che mặt chứ? Không, ý tôi là không phải, cô ấy trông lạ lắm. Nhìn thấy cô ấy chứ, đúng. Tôi không biết nếu cô ấy trông lạ không, nhưng mà chắc chắn là cô ấy rất giàu có. Cô ấy vừa mua giấy tăng giá là 500 ruby và không lấy lại tiền thừa. Nghiêm túc luôn đó. Hãy nhìn vào bàn tay của cô ấy kìa. Tôi không thể nào. Ôi thần linh ơi. Mindu à, Mindu, người đó là đằng sau tấm màn che không phải là phụ nữ mà là đàn ông. Người đó là một người đàn ông. Mindu, tôi cá đó là Virai. Người đàn ông vô liêm sỉ, tôi biết điều đó mà. Anh chàng khôn ngoan đó có thể là làm bất cứ điều gì. Chắc hẳn anh ấy đã theo dõi Ratana. Thành thật đó, hôm nay tôi sẽ không tha cho anh ta. Bé đã đừng dối mà. Kể cả khi đó là Virai, anh ấy sẽ không thể làm được gì trong khoang đông đúc này. Hãy nghe tôi đã, giữ vững lập trường đi, kiên định đi. Ngay cả Ratana cũng không thích điều đó đâu. Nếu có một sự náo động bất ngờ xảy ra, vui lòng đi. Xin lỗi. Xin lỗi. Ratana. Tôi xin lỗi. Bạn. Không. Ratana, làm ơn đừng hét lên. Tôi bất lực, tôi không có lựa chọn nào khác. Bạn không được nhận được quà của tôi. Unit, em trai của bạn đang đòi máu của tôi. Tôi bất lực. Xin hãy để tôi giải thích tại sao tôi lại nói dối. Bạn muốn mua bùa vui vẻ không? Không thì bà, niềm vui đang gây thiệt hại cho tôi. Giờ bạn sẽ rời đi chứ? Hay tôi nên báo động? Tôi hy vọng là bạn vẫn còn nhớ tôi đã tát bạn như thế nào. Lần trước chỉ có mình tôi ai tát bạn, nhưng bây giờ thì tất cả các quý cô cho bạn ăn đòn. Hãy nhìn xung quanh đi. Hãy mua sản phẩm đây, bùa bình yên đây. Tâm trí bạn sẽ được bình yên. Sự bình yên của tôi đang diễn ra qua một cơn hỗn loạn. Xin đừng làm phiền nữa. Ratana, anh yêu em. Ratana, câm miệng. Bạn không dám thể hiện tình yêu, không phù hợp với bạn. Sự táo bạo như vậy. Đi lên và nói chuyện với tôi lần nữa. Có lẽ lần cuối cùng tôi tát bạn không có tác dụng. Không thành vấn đề. Lần này tôi sẽ tát bạn thật mạnh. Bạn sẽ nhìn thấy những ngôi sao. Giờ đây tôi kể cho bạn nghe gì đó Virai. Những người đang yêu đừng nói dối, bất kể lý do là gì. Nhưng ngay cả bạn cũng đã nói dối tới ba mẹ của bạn về tài khoản bí mật của bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn không yêu họ. Tôi biết mà, tôi biết bạn sẽ cho tôi một số ví dụ mơ hồ. Bạn chẳng biết gì cả, nhưng lại là gây hiểu lầm cho mọi người rồi. Không, thực ra đó không phải là lỗi của bạn. Rốt cuộc thì bạn là một đứa trẻ hư hỏng. Rốt cuộc thì bạn là một đứa trẻ hư hỏng của người cha giàu có. Bạn chẳng biết gì cả. Bạn hay nói dối vì lợi ích của bạn. Bạn chẳng biết gì cả và nhiều hơn thế. Hãy mua sách của tôi đi, Sự thật hay dối trá.
Không thưa bà, tôi đã đi thông qua nó một cách cá nhân. Bạn nói cho người khác đi, đây là từ ấn phẩm của tôi, nó thực sự là một điều thú vị. Tôi không muốn nó, hãy bán cho người khác đi. Nhìn đây, mọi người đang cố gắng để bán sự thật của họ, nhưng mà thậm chí đừng cố gắng để bán sự thật của bạn. Anh biết gì chứ, anh và Subus, cả hai đều là thuộc về và cùng một thể loại, về Virai. Tôi đã thua rồi, tin tưởng vào lời nói của anh. Tôi đã mất niềm tin ở mọi người. Hãy để tôi nói rõ, to và rõ ràng. Ngay khi đến trạm tiếp theo, đến và xuống. Nhưng thực ra tôi cảm thấy như là đẩy bạn ra khỏi chuyến tàu đi. Nhưng tôi bất lực, tôi không thể nào làm điều đó. Vì đám đông, hiểu không? Tối quân hết nên rời đi đi. Chờ đợi thực hiện việc này. Rời khỏi ngay bây giờ. Tôi nói di chuyển đi. Đi đi. Đi đi.